chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Và đây là một clip mình đi của SB nha anh em. Hôm nay mình mới còn làm clip đi đường tốt không ạ. Hôm nay mình đổi chủ đề với nha anh em. Hôm nay mình sẽ gặp vị tướng Superman nha anh em. Đây là một clip khắc chế tướng Superman, anh em coi tham khảo nha. Và như thường lệ đầu game mình sẽ đi ăn trộm chó anh em ơi. Chết rồi, Superman phá bạn rừng mình rồi. Ấy, mình thấy bạn ở đây hết máu rồi anh em ơi. Chạy đâu cho hết bạn ơi. Chạy nè. Superman là cốc biến chứ không phải đó. Mình lụm nó luôn rồi anh em ơi. Nước hay không quá nhỏ thì bạn rừng nó khó mà lên cấp 4 rồi anh em ơi. Hay ạ. Mình rất là kỹ con Rishi luôn anh em ơi. Rishi nó hết tung, nó phát hiện luôn. Chạy hổ. Hey, không cho mình. Mình sắp ủi cũng khá là gắt anh em ơi. Ủi chết mấy mạng của em mình. Nghe đây nè, ủi bạn ơi. Ủi hộ mình cái. Ê hết máu rồi. Nghe quá vừa có cái phố em ơi. Sẽ chết rồi. Này mình sẽ đợi đợi một xíu. Không hổ xíu em ơi. Chưa có anh Tây nên là thầy nhắc tay nè. Ý da tính ra cứu bận gì mà đi trúng cái lao rồi. Và đó mình phải bỏ nha. Có ba mạng mình giết hết ba nè. Ấy da. Lấy cái lẽ pha này mình chạy thoát luôn nè. Nó có bài sự viên đó. Pha đó có thể là mình hồi viên một lần mình chạy thoát luôn nè. Chắc nhất mình luôn nè. Bốn mẹ. Cái nước quê này tham lam quá. Nhưng mà có bốn mẹ hết cổ. Còn mình chết bảy luôn, chết tám luôn nè. Mình khác rất lợi luôn. Dạ. Superman là rất là khó chịu anh em ơi. Trong tay của mình còn duy trì được tiếng mà mỗi hổng ra đây là nó bình luôn. Trời ơi, cấp tiến cứ đẩy mình ra. Đối với mình là mình đâu có chạy đâu, đâu có ngán đâu nè. Mình hết máu mà chơi không? Chơi không? Chơi không? Chơi luôn anh. Cái canh cái lượng đam mình đi ra mà nhóm mình số kêu với coi đây được là chơi anh em. Tại vì á cái lượng máu mình thấp thì cái đam mình rất là cao nên là thấy mà số kêu được cứ chơi anh em. Đầu game coi đây không có đam máu cao đâu nên chắc là không giết mình nữa. Chơi vị tướng này thì mình tướng nó dễ chơi nhưng mà phải canh đam nha anh em. Con nào cũng vậy, mình cũng phải có cái quen tay mới chơi mới ổn nha. Tên bạn này khá là cây cú, các bạn ít tay thêm mình 6-1-0 à. Và mít nó đánh cũng khá thốn rồi nè. Này thì AD với chúng tôi. Trời. Xíu nữa rồi. Có bạn giúp đẩy quá gắt anh em ơi. Nè, mình nhìn mình nè. Còn 5 giây nữa mình đây, để đợi á. Thôi, nhìn nó một cái anh em ơi. Có anh Tây à. Trời, còn chưa về nữa hả? Chưa về nè. Trời ơi, tóc biến nữa anh em ơi. Ấy, bạn AD mình bắn trúng một pha vô bằng mid này, mình chắc mình phải lụm nó thôi. Mình tha bằng sub đi, mình lụm bằng nó cho nó đừng có xanh anh em. Mid mà nó xanh rất là khó chịu luôn, môi tiên nó hết tung rất là cao luôn nè. Đứng đây mình đợi. Ê, AD mình cấu sách bể trụ, mình leo lên quất AD nó luôn.
Cái này nó phóng khá là nhanh luôn nha. Anh đen mình bị thọt rồi. Thôi, chắc mình gánh luôn phần anh đen không sao đâu. Một vàng xanh được rồi, anh đen đừng trách mình nha. Ok. Bước đầu tiên mình lên cáp chồng em giá để làm chậm con Superman đó anh em. Có cái món làm chậm là nó sẽ rớt đất, nó không có trạng thái di hành được anh em ơi. Nó sẽ đi bộ thôi. Món kế mình sẽ lên một cái món kháng phép anh em. Con DC nó đàm phát khá là cao luôn. Rồi, để lên xong mình sẽ xuống dưới ép cái này dưới. Ê, bạn này tính sâu kêu à. Chơi một pha solo, một pha solo không cần thiết chơi cái đẩy mình vô trụ rồi nha. Tao đâu có ngán mày đâu, đâu ngán mày đâu, đâu có ngán mày đâu. Này solo với chúng tôi không đâu trình bạn ơi. Nói chung nếu mà AD thì nó sẽ rất là sợ Superman luôn em. Nhưng mà đối với một vị tướng tinh cơ như mình thì không có ngán người nào hết đâu nè. Ây da, ây da. Tìm nó đang cây mình lắm nha. Thôi, bỏ phải để bỏ. Bỏ đi mà làm người. Nóng quá là mất khô không em ơi. Xanh thì xanh nhưng mình không nên ảo tưởng sức mạnh quá nha. 9-1 rồi nè. FB mà kiểu này thì AD có nước một phế luôn em ơi. Chắc là mấy bạn AD đi với mình cũng hơi cay lắm. Nhưng mà thôi kệ, mình gánh được cây mình. Nên mình cứ ăn, cứ farm thôi. AD mình hơi phế thì cho phế luôn. Anh em coi liệt về cái chữ mình nha. Bây giờ mình sẽ lên một món làm chậm tiếp nè. Một cái chiêu thức truyền để làm chậm, giảm tốc đánh, giảm tốc chạy của đối phương nha. Bỏ thì như vậy. Chắc bật trên tay dưới theo quá. Ây da, ây da, ây da, ây da. Không chịu nổi nữa mày. Khá là nhiều pha khống chế ở đây. Thế rồi. Các bạn đang lật lại thế cờ. Mà thơ mình không giết nữa bạn gấu rồi. Bạn gấu cơ động quá. Nếu bạn này mình lên kịp không? Chắc là không kịp rồi. Mình rừng mình farm quá farm. Không chịu nhìn trụ. Cái phần ngọc thì mình vẫn sử dụng như bản ngọc như cũ nha. Mình để bản ngọc trong phần miêu tả nha mày. Thấy da đau quá nè mày. Những vật khống chế mà mình rất là bối rối luôn. Trời. Ôi là trời, mấy tem bạn cây mình quá. Cứ canh mình giết thôi nè mày. Quá trời nhiều pha dùng đam rồi là mình không thể nào hồi phục kịp luôn nè mày. Có cách thiên hồn nữa thôi là khả năng giảm khả năng hồi phục của mình khá là nhiều. Thôi chết nhớ được rồi đúng không? Ok, mình sẽ đẩy đính cao lên và mở cơ bắp nha em. Anh em đợi tôi một xíu. Đẩy đính cao lên về mình ăn con tà thần rồi mình đã mở cơ bắp nè. Mấy anh em giao tranh không có mình mà làm quýnh khí thế luôn. Rồi, chết hết nữa rồi. Mình phải đi đến này cao lắm mới được. Tên bạn giờ khá là khó chịu anh em ơi. Mình thì AD, AD không? Rồi xong. Tới phút này á, khá là gắt anh em ơi. Nói chung là không thể ẩu được. Khá là ảo tưởng sức mạnh luôn. Tên mình thì
mở cơm bát khi không có đủ người á. Còn mình cũng hơi không tự sức mạnh gì á. Xanh rồi, ai dè. Giờ này nó khắc chế quá, không thể nào hồi phục nữa. Món cuối mình sẽ lên cái chén thống khổ để tăng khả năng chống chịu này. Phản đam nữa. Mình cố gắng lên, nó phóng vô đẩy nốt cái trụ này mới được. Cái này gọi là mình đi lẻ hay là thêm mình đó. Mình đánh lạc hướng nha nè. Đi lẻ để đánh lạc hướng. Cố gắng mình sẽ mở cơm bát để lấy cái chiều của mấy con này nó bớt ra nha. Cho nó tung chiều ra bớt chiều rồi tay mình mới chơi được dễ hơn. Cái tay mình lại chết hết rồi. Cố gắng để lính thôi. Bạn thường mình không muốn. Cái này sẽ thương nổi với tem bạn. Tay mình khá là lục lục nè bộ. Chịu lộn quá trời rồi. Ra đánh đi em ơi. Ok, mình sẽ dòng vàng. Mở cái mắt phụ anh em nè. Ây da. Còn gì hết tù khá là khó chịu luôn em ơi. Từ 90 thành 95 luôn em ơi. Tới giờ này Diêu mới làm được một chuyện tích. Nên phóng cỡ đó mà nó phóng ra mình không kịp nhé anh em. Đúng là thật ra hết game rất là khó chơi nên bạn cách chế nhiều quá mình khó chơi lắm anh em. Trời ơi hổi quá, rồi. Tôi hỏi cho tôi mình có thể quay vô. Và cuối cùng để mình sẽ quay vô. Để đem cho tôi.